Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả trở lại với Thời sự Thế giới trong ngày hôm nay thứ năm, ngày thứ nhì của tháng 9. Và Thảo Yên hôm nay đã trở lại làm việc. Cái việc mà đưa con đến trường so với cái thời gian mà không có đại dịch nó như thế nào hả Thảo Yên? Cũng vậy thôi. Cũng không có, không đến nỗi lắm hả? Dạ không, thật sự ra đó là tại vì bây giờ em phải ráng, em dạy, em lo coi như hai mẹ con đi ra khỏi nhà sớm hơn lúc trước nữa, khoảng 15 phút nữa. Dạ vâng, rồi để thằng bé ở nhà, chị dâu, nhờ chị dâu chở đến trường. Tại vì hai đứa bé nó học chung trường đó. Dạ vâng, tại vì giống như em thưa với anh, với thưa quý vị đó là 7:45 cổng trường mới mở, cho nên em không thể nào em chờ tới cái giờ đó được. Dạ vâng, thì cho nên là em ra khỏi nhà là khoảng chừng 7:05, xong rồi chạy đến đây. Thì lúc đó mọi người chưa có túa ra đường cho nên là em đi được sớm, chứ mà bắt đầu khoảng 7:15, 7:20 mà ra khỏi đường đó, dạ vâng, là coi như là vừa mọi người, rồi xe bus các trường học nữa, cho nên không thể nào mà đến kịp. Với lại bây giờ tất cả các trường họ mở trở lại rồi, không có con nít nào học ở nhà nữa, cho nên là đường phố nó giống y như trước khi mà có dịch vậy thôi. Vâng, nếu quý vị ra đường khoảng từ 7:15 trở đi, mà nhất là cái giai đoạn khoảng 7:30 đó, khủng khiếp. Brookhurst, Euclid, Magnolia, không cách nào mà đi từ hướng Bắc xuống hướng Nam được, lại có nhiều người đi làm từ hướng Bắc xuống tới miền Nam, tức là từ Fullerton và xa hơn nữa đi về phía quận Cam để làm việc thì kẹt khủng khiếp luôn. Và đó là tâm trạng của những người mẹ, ông bố. Buổi sáng phải đi làm nhưng mà kẹt con, phải đưa đi, phải sắp xếp như thế nào để cho nó ổn. Và tình hình thời tiết sáng ngày hôm nay có mát được tiếp tục hay không, hay là sẽ nóng lên vào cuối tuần này? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó sẽ là ngày mát mẻ cuối cùng trong vòng 3-4 ngày gần đây quý vị thấy. Và buổi sáng hôm nay đó trời tiếp tục rất là âm u, nhiều mây nữa. Và cơ hội mà mưa hôm nay cũng vào khoảng 10%. Và buổi tối thì xuống giữa mức khoảng 60-62 độ thôi, mát mẻ. Nhưng bắt đầu qua ngày mai quý vị thấy là nhiệt độ tăng khoảng chừng đâu 5-8 độ. Đó là ngày mai là vào khoảng 83 độ rồi. Và hai ngày thứ bảy chủ nhật là lên khoảng chừng đâu 88-89 độ. Nói chung đó là mấy ngày cuối tuần là nóng rồi thưa quý vị. Và gió thì cũng chỉ có khoảng 7-10 dặm một giờ. Cuối tuần hơi nóng bức so với 3-4 ngày vừa qua. Và trong phần tin tức sáng ngày thứ năm hôm nay, chúng tôi phá lệ làng thường thì chúng tôi gửi đến quý vị sau thời tiết là tin tức liên quan đến tài chính. Thế nhưng có tin này cũng thấy vui lắm, muốn chia sẻ với tất cả quý khán thính giả. Bởi vì lâu lắm rồi mới có một cái bản tin như thế này. Hàng năm, Hiệp hội về ảnh chim đẹp vẫn được trao giải cho mấy chục ngàn người trên khắp thế giới, thưa quý vị. Đủ các loại chim đẹp cả. Nhưng mà những năm trước đó, những bức ảnh chọn thì cũng không làm nổi bật cái tin. Cho đến ngày hôm qua, khi Hiệp hội ảnh chim đẹp chọn một tấm ảnh. Và tấm ảnh này thường mình thấy đó là, lẽ đương nhiên nghệ thuật nó không có biên giới, nhưng mà nghệ thuật rõ ràng nó đính kèm vào chính trị nữa. Đây là bức ảnh trong số 22.000 tấm ảnh gửi về khắp nơi trên thế giới, từ những người chuyên nghiệp và tài tử gửi về hàng năm để thi giải ảnh chim đẹp. Một bức ảnh chụp một con chim gọi là Road Runner, tạm dịch là chim chạy bộ thưa quý vị. Chim Road Runner là đề tài rất vui của Disney về cảnh của một con chim bị rượt đuổi mà không bao giờ bị bắt được hết. Bởi vì đây là loại chim chạy bộ nhanh nhất trên thế giới, 25 cây số giờ, và chúng chạy nhanh đến độ mà có những con chim khác hoặc là những cái vật khác tìm cách để bắt không được. Thế thì tại sao bức ảnh được chọn đoạt giải năm nay? Vì lý do có tính chính trị và tính môi sinh nữa. Mặc dầu cái người
chụp bức ảnh này đó là một tay chụp ảnh chim chuyên nghiệp. Ông này là người Mẽ, thưa quý vị, ông tên là Alejandro Prieto. Ông vẫn thường xuyên tìm những bức ảnh chim, nhưng mà ông nói rằng có liên can tới môi trường, để tìm hiểu xem các loại chim này chúng trong những năm qua chúng sống như thế nào và phát triển ra sao. Thì ông nói rằng kể từ khi bức tường của Tổng thống Trump xây dựng lên đó, rõ ràng một số loài vật ở phía bên Mỹ đã gặp khó khăn để vượt qua bên kia tìm kiếm người phối ngẫu của mình. Mà không những chim, bao gồm gấu, các loại chồn, muôn thú đó, bởi vì bức tường bị ngăn cản. Và quý vị nhìn thấy bức ảnh rất là thú vị và nó khôi hài. Con chim chạy bộ, nó tính là sẽ bình thường băng qua đường bên kia biên giới để tìm kiếm, bởi vì con chim chạy bộ bên kia nó cũng cất tiếng kêu, nè, kêu gọi phối ngẫu đó, thì chạy đến giữa đường nó ngừng lại và nó nhìn bức tường, nó nói, ủa tại sao bây giờ tự nhiên trước mặt mình có nguyên cái bức tường chặn như thế, rồi hàng rào kẽm gai như vậy. Và đó là lý do trong số 22.000 bức ảnh ở trên trang mạng của Bird Party, nơi mà trao giải chim đẹp toàn cầu đó. Họ có những bức ảnh tuyệt vời luôn, nhưng mà không có bức ảnh nào mang cái tính môi sinh và chính trị. Người chụp bức ảnh con chim chạy bộ bị kẹt ở bức tường đó, ông Alejandro, ông nói rằng đây là một trong những cái vấn nạn về môi sinh mà những loài muôn thú đang gặp phải, do bàn tay của con người có thể ngăn chặn cái việc mà sản sinh của chúng. Thế thì có người đặt câu hỏi, chứ con chim đã gọi là chạy bộ, nó có bay được không? Con chim này bay được, nhưng mà không bay cao được và không bay xa hơn 1 phút, thưa quý vị. Chúng tôi tìm hiểu đó, nó bay được, nhưng mà nếu mà nó cần bay lên một cái cây ngắn, cây nhỏ thì nó bay được, bởi vì cái cơ thể của chúng được trời sinh đó là chỉ chạy bộ mà thôi. Và đó là tin tức khôi hài muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Và tin tức tài chính diễn biến ra sao trong tuần lễ vừa qua, Bộ Lao động sáng ngày hôm nay tuyên bố số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm hơn 30.000 so với tuần lễ trước đó. Và tin tức này so với ngày hôm qua, thực ra ngày hôm qua cái con số liên quan đến công ăn việc làm của tháng 7 đó không có tăng trưởng nhiều. Nó chỉ có 300 mấy chục ngàn. Nhưng mà giới đầu tư đó, khi mà phân tích so sánh các số liệu này, thì họ nói rằng cái việc mà người dân đi làm không có được nhiều, và các hãng xưởng thuê mướn không được nhiều, bởi vì tình trạng chích ngừa, yêu cầu phải chích ngừa, cho nên cái việc mà thuê mướn vào công ty mà phải chứng minh chích ngừa, có nhiều người đó, họ chưa có chích ngừa, họ trì hoãn cái việc chích ngừa, cho nên cái việc đó nó không có được điền vào những cái chỗ trống. Họ nói rằng sau cái thời gian mà khó khăn về đại dịch trong thời gian tới đó, thì công ăn việc làm sẽ tạo ra. Đó là những cái tin tức mặc dầu nghe thì bi quan, nhưng mà thực sự giới phân tích thì họ cho rằng không đến nỗi như vậy. Và sau một ngày giảm thiểu thì sáng ngày hôm nay Dow Jones tăng trở lại, bởi vì họ thấy cái tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm dần, và số người xin trợ cấp thất nghiệp cũng giảm luôn. Dow Jones lên được 146 điểm, Nasdaq lên 33 và S&P 500 lên 14 điểm. Thị trường châu Âu và châu Á cũng tăng trong ngày hôm nay 12 điểm. Thị trường Anh và châu Âu, Nikkei lên 92, Hồng Kông lên 62 và Thượng Hải lên gần 30 điểm. Công trái phiếu 10 năm giảm xuống so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua 1.31, hôm nay còn dưới 1.3, thưa quý vị. Dầu tăng được gần 2 đô la và các cổ phiếu liên quan đến dầu. Đây cũng là mối quan ngại trong vòng vài ngày qua, kể từ khi cơn bão Ida ập vào Louisiana. Trước đó thì người ta đã nói rằng tình trạng các đường ống dẫn dầu và hệ thống chuyển dầu sẽ gặp khó khăn vì cơn bão Ida này. Dầu thì có, nhưng mà việc mà lọc dầu để có xăng, rồi xăng cung cấp cho vùng Louisiana, và tin tức liên quan đến vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ ngày hôm nay nữa. Mặc dầu bão trở thành cơn bão nhiệt đới chứ không phải là hurricane, thế nhưng tiếp tục gây thiệt mạng và khó khăn cũng như nhà cửa cho người dân ở vùng phía Đông Bắc.
Và đó là lý do tại sao năng lượng dầu hỏa bị tăng lên và cái cung cầu nó cung cấp khiến cho giá dầu vượt quá 70 đồng. Vàng xuống 1 đồng 20 sen ở mức 1.814 đồng 80 sen. Và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới ngay sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị cùng theo dõi.